nhà bà nội. Nhà bà nội có cây xoài, có nhiều trái luôn. Hôm nay Cathy đi về nhà bà nội để làm đám giỗ cho bà nội. Bây giờ là Cathy đang ở nhà bà nội, có cái ruộng lúa thiệt là đẹp luôn. Đây là ruộng lúa nè. Đây là nhà bà nội, có cây xoài to luôn. Bên đây là rau. Rau chưa lớn, cho thì không biết rau gì. Mẹ thì chú vui xin. Kiếp đường cơ
Làm lễ xong rồi sẽ làm tiệc. Người ta đang dọn bàn. Đây là cô Loan nè. Đây là con chó. Mẹ nói là khi nào ở nhà bà nội cúng nè, nó hay qua xin đồ ăn. Hello.
mình cho đồ ăn xong rồi đi về. Em ơi, ba một bàn con. You want to go to the back quickly? This is where I start to see monster ants. But the ants so big, like monster ant. Bây giờ Cathy đi ra bên sau. Oh, hi butterfly. Bên cái khúc và màu tím, cái cửa màu tím này là cũng là của bố mẹ mới vừa mua. Bố mẹ mua xong rồi trồng cây. Bây giờ Cathy ra sau, ở sau có nhiều cái trái cây. Với lại đây là chuồng gà, ô con vịt, chuồng con vịt ở trong đó. Oh no no, wrong way. Đây là cái sân sau. Bây giờ là đang trồng cây, mình chưa biết là đang có xây gì lên không. Let's go. Oh, cái cây xoài. Wow, look. Cái đây là có cây chuối nè. Ở đây có cây xoài nè. Cây xoài. Đây là cái xoài loại khác luôn. Tí nữa Cathy sẽ hái đem về. Bây giờ con mua cá để cho nó xe nè. Cá lớn để cho đủ được luôn. Hái sen nữa không? Dạ. Đây là cây tắc. Đây là chú ở đây chăm lo cái cây với lại cái mấy con gà, con ngỗng. Con màu trắng là con vịt hay con ngỗng? Hai loại luôn, có vịt con ngỗng luôn. Cái đó, cam kêu rồi. Hái hả? Già rồi đó. Ồ, nó nhỏ vậy đó, là già hả? Chú hái con bông sen đây, con chụp hình. Sen bông bứt hay bông nở? Dạ, cái màu đó đẹp á. Ta-da, bông sen nè. Không ngủ.
Ở dưới đây có cá nữa. Đây có mấy con cá. Chú, mấy con cá đây là nuôi thôi, không phải ăn hả? Vừa nuôi vừa ăn. Nó lớn mà ăn chứ. Mình đụng mạnh lên nó rớt hả? Vậy con đủ rồi. Đây là cây cốc. Mà cái trái nó nhỏ quá. Bố nói là hồi kia nó lớn nhiều, hái cho người ta không ai ăn. Cathy về trễ quá, bố cho người ta hết rồi. Bây giờ đi vô lại. Hello. You got more? Oh, matching with your shirt. Yeah. Chia ra mấy người, con trai là ở bên ngoài, còn con gái là ở trong nhà ăn. Số chắc là con trai ăn ở ngoài. Bây giờ ví dụ như một cái con heo rừng ở nhà gì bên ở trên nó vắng quá, nó đâu có hút hàng đâu. Trên nó đưa các cái thành phố lớn thì nó mới lấy được hàng, nó mới bán được. Cho nên những cái con nào mà ngon đó là lên phải đi thành phố lớn hết. Bà đang lấy hộp sen ra. Lấy hộp sen là ốc của nó gì? Đừng nói đâu xa, cũng nằm đây hồi đó cũng có nuôi mấy con đó. Ủa coi như là tăng lên cái vườn đó. Đây là chim con gà. Con gà có bao cơm ở ngoài. Gà bó xôi. Là bên ngoài là xôi. Bên đây là bàn ăn chay, bên đây là bàn ăn mặn, ăn mặn, ăn chay. Ăn đây ăn mọi người bên đó. Ăn cái gì?
thấy nghe mấy người nói ở quê ở Bà Nội là con trai là ăn ngồi riêng mà. Cái bàn đây con trai. Hello. Hello. Khi mà nó vừa bà một năm như vậy thì nó cái diện này nó khoảng đang đâu là mấy ngàn trường hợp. Vừa có nói trước hôm đầu là cái nộp đơn ấy là nó lên tới gấp 5 lần cái số đó. Mắc hồn luôn. Mắc hồn luôn. Ngon quá. Tôm hấp dừa. Nấm. Bưng ở quăng quá. Cái quay kèo nhỏ sao mà lẹ vậy. Để heo rừng nấu rọt gọ á. Để con lấy cái. Cái thằng á phong á nó coi giờ từ đó giờ sao nó bị dạng nó không có gì bé nó mẹ mơ mơ với mâm chắc cũng còn ăn nghe ba cái đó là tầm bậy tầm bạ nghe những cái chuyện vui thì đây là em của bố, là chú Nhật. Hello chú Nhật, đó là em của bố đó. Ăn bánh vỗ nhà đi, cho biết bà. Ôi chú Nhật cái bố, để coi nhà. Chú chụp cái hình mà vui lắm. Bây giờ mới hỏi anh lên về nhà ăn. Bây giờ chú Nhật có cái tóc giống bố luôn. Đeo cái kính nữa. Vô đi lúc đó xem hair, xem glasses. Vô bàn nó cái thiếu là bắt đầu vô trễ. Cái vô trễ rồi phải phạt 3 ly rồi. Làm một hồi coi như nhỏ nằm lúc này xong rồi. Lúc mà tỉnh dậy là người ta đi hết rồi, hết rồi, không còn ai nữa. Hồi nhỏ này mì lớn nè. Là chú Nhật hồi nhỏ đây khóc bố nè. Không thấy đây là bố chú Nhật hồi nhỏ. So cute. Oh, may he send that picture to me. Cái hoa này có đủ màu nữa. Kevin big boy. Này nói ngang với này. Bây giờ là mấy người còn đang nhậu, cà thi ăn xong rồi. Bây giờ đi dạo vòng vòng. Yeah.
Sẽ đi về nhà Nha Trang. Ở đây tiệm ăn xong rồi. Lắc đầu cái gì? Ở tiệm ai chơi? What? Theo anh đi theo hả? Không đâu em. Oh, bye Jack. Stay home. You is luckily oh tried. Oh my God, you made it.